Hello everybody, welcome to HealthVKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Thì lâu lắm rồi không có up video về nạp tiền bên con Pika Huyền Hội ha. Hôm nay thì Heo sẽ up video nạp tiền bên con Pika nha anh em. Ok. Rồi, chắc là nhiều bạn xem video, nhiều khi chưa có xem mà đã vào chơi rồi ha. Và cũng thấy nhiều bạn hỏi là làm sao mua được GM này nọ. Vâng, GM là tạo game đầu game thì nó chỉ cho chúng ta là GM 1 thôi nè. Đó, GM 0 ha. Đó. Rồi anh em vào túi thì sẽ có được GM 1 ngày đầu tiên. Và ngày thứ 2 chúng ta sẽ có GM 3. Và ngày thứ 3 chúng ta sẽ có được ngày thứ 7 chúng ta sẽ có được GM 3 ha. Game chỉ phi cho chúng ta GM 3. Và chúng ta muốn nạp tiếp cái GM 4, GM 5, GM 6 thì anh em phải nạp tiền vô nha anh em. Và GM 4 là chúng ta sẽ có là 200 tệ, GM 5 là 500 tệ và GM 6 là 1000 tệ nha anh em. GM 4 thì mỗi ngày anh em sẽ mua được là 10 triệu kim nguyên bảo nha. Đó, 10 triệu kim cương. Đó, rương đồ, rương đá, đồ này nọ ha. Rồi, còn GM 5 là chúng ta sẽ mua được những cái rương UR và mảnh mảnh vạn năng đỏ nha. Còn chưa tính là quà nạp nữa nha anh em. Đó, quà nạp nè, quà nạp đó, quà nạp các thứ nè. Đó, quà nạp. Đấy, quà nạp rất nhiều luôn. Và Heo chưa có nhận gì hết nè. Hạt này là chuẩn bị nạp cho mem ha. Đó, chưa nạp gì hết, nạp đầu còn chưa nhận nè. Đó. Đó, quà cao cấp nè, quà đặc biệt nè. Rồi, ok. Rồi GM thì GM 4 vẫn chưa mở nha. GM 3 vẫn chưa và GM 4 vẫn chưa nè. Đó. Rồi, bây giờ Heo sẽ nạp tệ ha. Bây giờ qua bảng gốc, bảng nào Việt hóa nó không có hiện cái móc nạp cho anh em đâu. Đó. Không có hiện bóc nạp ở đây đâu ha. Bây giờ đi qua bên bảng gốc nè. Ơi, đây là bảng chính nha. Bảng này là nó không có bị ràng buộc về cái mức nạp nè. Đó, vẫn tài khoản đó, vẫn chưa nạp, vẫn GM. Đó, hồi nãy Heo có đánh dấu là vừa mua cái GM không. Đó, GM 4 chưa mua nè. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nạp ha. 200 tệ nằm đâu ta? Đây, 200 tệ. Rồi, ok, hôm qua là do bị bảo trì kênh nạp nên là Heo nạp không được. Là hôm nay là bạn ấy đã lên level 70 ha. Và chúng ta vô nạp game thôi. À, vô kiểm tra lại nè. Bạn ấy đã mua được GM 1 nè, GM 2 nè. Đó, GM 3 vẫn chưa mua được nha anh em. Rồi ok, nạp đầu vẫn chưa nạp nè. Đó, hai cái nạp đầu vẫn chưa luôn. Đó, quà nạp này nọ đâu rồi? Đâu rồi. Đây, mấy cái quà nạp chưa nạp luôn nè. Rồi bây giờ Heo sẽ vào nạp luôn ha. Không dài dòng nữa. Ok. Đâu rồi, 200 tệ đây, 200. Đó, chọn xuống. Bấm vô. Rồi, đó. Ngon lành, đây là quà nạp nè anh em. Đó, quà nạp đầu nè. Đó. Rồi, chúng ta được 80 triệu gì đó. 80.000. Rồi, ok. Rồi, đâu rồi. Quà nạp quá trời luôn nè. Đâu rồi, để vô coi nè. À, đây, quà nạp bên này. Đó, quà nạp nè anh em. Đó, móc 200 tệ nè. Đó, có đá đồ quá trời luôn nè. Đó, ở mảnh vạn năng 7 màu nữa kìa. Đó, quá trời luôn. Đó, mảnh mờ gì? Rương MR nè. Rương MR nè. Đó, mảnh vạn năng nữa nè. Đó, chù chà quá trời luôn. À, ăn được có cái này thôi.
kêu anh ấy nạp luôn. Thì để chút có gì heo nói anh ấy nạp luôn thêm 300 nữa cho nó chẳng luôn chứ. Cho nó chẳng để chúng ta lấy được mấy cái rương dưới này nữa nè. Đó, cái này sẽ được nhiều hơn. Này được chỉ có 6 rương MR thôi, MMR. Đó, quà nạp nè, nhóc luôn. Nè, không phải quà nạp quá. Này level, này quà level. Đó, và bây giờ chúng ta vô test thử luôn ha. Đây, đang GM2. Đó, anh ấy đã mua hết GM2 rồi, chưa mua được GM3. Bây giờ đi kiếm cái gì nhiều nhiều mua, đây. Đó. Đó, GM3 mở rồi ha. Rồi, GM4. Đó, GM4 là chúng ta sẽ được là 10 triệu kim nguyên bảo một ngày nha anh em. Đó, đây, 10 triệu kim nguyên bảo một ngày. Nhưng cái đó sẽ để anh ấy mua. Heo sẽ mua mấy cái khác, ví dụ như cái này. Đó. Đó, vậy là chúng ta đã mở được GM4 nha anh em. Rồi, ok. Rồi, anh em nào có nạp thì liên hệ trực tiếp cho heo ha. Giá công khai luôn là 100 tệ là 340k. Và anh em muốn lên GM báo giá GM luôn là đó là GM4 là 200 tệ. Tương đương với 680.000 Việt Nam đồng chuyển khoản nha anh em. Cạc thì nó mắc lắm, chúng ta không có đề cập tới. Rồi GM5 là 500 tệ. 500 tệ tương đương với 1.700.000 nha. Rồi GM6 là 3.400.000 nha anh em. Rồi ok anh em. Rồi bây giờ thì còn anh em nào mới xem video này không biết cách chơi này nọ thì có thể kéo xuống phần mô tả ha. Có hướng dẫn game và có link game nằm chung luôn. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Và cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh nạp của heo ha. Ok, bye bye. My heart rages around like an ocean in